Thư viện Pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Ngày 6 tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành công văn 8399 hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch áp dụng đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Theo tinh thần của công văn này, thì hiện nay tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp. Thế nên Bộ Y tế đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức đưa đón, thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân, đảm bảo chu đáo, an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong công văn thì có nêu rõ, những người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Sau đó, dựa trên kết quả xét nghiệm, sẽ tiến hành cách ly tập trung hoặc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, cụ thể như sau. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Còn đối với những trường hợp khác thì tùy trường hợp mà sẽ có cách quản lý khác nhau. Đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương nhưng phải có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 thì không phải cách ly tập trung mà tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tại nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương mà luôn thực hiện thông điệp 5K. Ngoài ra còn phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Đối với những người mới tiêm một mũi vaccine COVID-19 có thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp thì cũng không phải cách ly tập trung mà thực hiện cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Trong đó, thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương. Đối với những người chưa tiêm vaccine COVID-19 thì phải thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Các trường hợp này thì xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, thứ bảy, thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Còn đối với những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra thì về phương thức tổ chức cho người lao động đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh thì thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất hai phương thức đi lại được đưa ra để lấy ý kiến, đó là sử dụng xe ô tô và cho người lao động chạy xe cá nhân như ô tô, mô tô, xe máy để đi làm khi đáp ứng các điều kiện. Cụ thể thì các điều kiện gồm là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm vaccine COVID-19 ít nhất một mũi sau 14 ngày. Đồng thời phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã cơ bản thống nhất phương án cho phép đưa đón chuyên gia, người lao động đi lại làm việc liên tỉnh. Riêng Đồng Nai chưa cho người lao động đi lại bằng xe cá nhân. Đối với 3 tỉnh còn lại, điều kiện cho phép người lao động sử dụng xe cá nhân đi lại tùy thuộc vào tình hình và phương án mà mỗi tỉnh đưa ra để đảm bảo phòng chống dịch. Đường dẫn để xem và tải công văn nằm ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.